Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Đại hội 13 dự báo đẫm máu ở Cung Đình Trước thêm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, một bầu không khí ngột ngạt lầm lan khắp cả nước từ cuối năm 2019 đến tháng 6 năm 2020. Hàng loạt cây bút tự do lẫn các nhà hoạt động bị cơ quan an ninh cạnh sát Công an Cộng sản Việt Nam bắt giam. Trong đó có những nhà báo trong hội nhà báo độc lập như Phạm Trí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn. Một nhà văn từng công tác ở VOV cũng bị bắt khẩn cấp, đó là ông Phạm Thành. Cây bút chỉ trích Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với cuốn sách Nguyễn Phú Trọng Thế Thiên Hành Đạo hay Đại nghịch Văn Đạo. Rất dễ thấy Đảng Cộng sản Việt Nam đang cố bịt miệng những trí thức lên án chế độ độc tài toàn trị và một xã hội bị bóp nghẹt dân chủ. Có thông tin cho rằng bóp cổ những tiếng nói trung thực, nói tiếng nói trái chiều nhưng lại cổ vũ tung hô những phát ngôn xu nịnh đánh bóng tên tuổi của Nguyễn Phú Trọng là xuất phát từ chỉ đạo của Hồ Mẫu Ngoạt và Hoàng Bình Quân Hành động này nhằm dọn đường cho việc trở thành nhân sự đặc biệt lần thứ hai ở Bộ Chính trị Trung ương khóa 13 của Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng hiện là trưởng tiểu ban của tiểu ban nhân sự hội nghị 13 gồm các nhân vật Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính và Trần Cẩm Tú. Theo quy định với những trường hợp đặc biệt, tiểu ban nhân sự sắp xếp sau đó báo cáo Bộ Chính trị cho ý kiến. Bộ Chính trị ra kết quả trình Bộ Chính trị Trung ương. Bộ Chính trị Trung ương thảo luận bỏ phiếu kín và cho đáp số cuối cùng. Ngày 24 tháng 4 năm 2020, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri mà không có mặt của ông Tổng thịch Nguyễn Phú Trọng. Một cử tri bà Nguyễn Thị Xuân Thắng bày tỏ mong muốn ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục tham gia nhiệm kỳ tới để chèo lái con thuyền đất nước đi đến đích cuối cùng. Ngày 7 tháng 5 năm 2020, ông Nguyễn Hồng Diên, tân phó ban bí thư trung ương, hết lời ca ngợi đức tài của Tổng chủ rằng đây là hạnh phúc của đảng, của nhân dân chúng ta. Nguyễn Hồng Diên cũng dẫn dắt. Để ổn định cho những bước tiếp theo, có lẽ vẫn cần một người cầm trịch đủ uy tín trong dân, trong sạch, không vương vấn nhóm lợi ích, thì tôi nghĩ đó là Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng ngày 8 tháng 7 năm 2020, các báo lề đảng đồng loạt đăng bài trả lời phỏng vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông Thông dẫn chứng trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam trước đây chọn nhân sự không căn cứ vào độ tuổi. Ví dụ như ông Hồ Chí Minh làm việc tới tuổi 79 và ông Lê Duẩn, Trường Trinh, Phạm Văn Đồng cũng làm việc không tính đến tuổi tác Đỗ Mười được bầu làm Tổng Bí Thư khi ở tuổi 74, Thủ tướng Malaysia ở tuổi 92. Tình hình đã rõ, đã xuất hiện ba lực lượng công khai yêu cầu ông Trọng tái cử, đó là tuyên giáo Đảng Cộng sản Việt Nam và các chùm lý luận Mark Lenin, diện cán bộ không có tuổi hưu và các đại cử tri chim mồi. Phần mình Tổng tịch Nguyễn Phú Trọng mệt mỏi, bệnh tật, sức yếu, Sức khỏe yếu kém do di chứng đột quỵ để lại Không đi tiếp xúc cử tri Tránh luôn việc tham dự hội nghị quân chính toàn quân Mặc dù ông là bí thư quân ủy trung ương Kiêm thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nhưng vẫn cố lên gần Các cận thần bị bả danh lợi tham quyền cố vị Muốn ngồi mát ăn bát vàng Nên hà hơi tiếp sức tham mưu Vực dậy tinh thần tổng chủ rằng Không có anh đất nước này sẽ đại loạn đảng sẽ đi về đâu được lời như cởi tấm lòng nguyễn phú trọng đồng ý thượng đài để so găng nguyễn phú trọng luôn minh chứng sức mạnh quyền lực số một của mình linh hồn cầm trịch trong cuộc chiến chống tham nhũng và xứng danh người đốt lò vĩ đại cứ mỗi lần nằm viện về hay biến mất quá lâu khi xuất hiện trở lại ông trọng sẽ kích hoạt cho lò cháy khởi tố Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn và bắt ra một số nữa trong mấy ngày gần đây là một ví dụ. Dẫu rằng có khúc củi to mà ông chẳng bao giờ dám cho vào lò đốt. Sau khi Ngô Xuân Lịch, Hoàng Trung Hải và Tổng Thị Phóng có đơn xin rút, hiện tại cuộc đua chỉ còn lại Nguyễn Phú Trọng và nhóm năm gồm có Trần Quốc Vượng, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Trương Hòa Bình và Nguyễn Thiện Nhân. Mặc dù được động viên nhưng bà Ngân và ông Nhân kiên quyết không chịu rút. Lý do bà đưa ra đã hai lần tổng trọng giới thiệu ông Vượng đều không đạt quá bán trong Bộ Chính trị ủng hộ. Trong khi đó, phiếu tại Bộ Chính trị và kết quả giới thiệu tại Hội nghị Trung ương 12, bà luôn dẫn đầu. Nguyễn Thiên Nhân cũng thế, viện lý do cần cân bằng quyền lực hai miền Nam Bắc. Số phiếu giới thiệu ông tại hai hội nghị Hội nghị Trung ương 12 cũng khá áp đảo. Anh em tâm tư rằng ông được Đảng cử đi đào tạo tại Viện Đại học Oregon theo chương trình học bổng Fulbright, đào tạo dài hạn tại Đại học Harvard lúc Đảng cần nên ông không thể bỏ cuộc chơi. Tương tự như vậy, Nguyễn Xuân Phúc thì uy tín đang cao, luôn nằm trong top 3 nhờ chống dịch virus Vũ Hán, Trung Hòa Bình thì được các nguyên lão ủng hộ hết mình vân vân. Mỗi người đang có một lợi thế riêng không ai chịu ai. Cuộc quyết đấu đang bước sang giai đoạn một mất một còn. Bộ chính trị từ đại hội 12 gồm 19 vị, Đinh La Thăng bị phế bỏ, Trần Đại Quang đã bị chết, Đinh Thế Huỳnh bị bệnh lạ nằm liệt giường, cho nên chỉ còn 16 vị. Hoàng Trung Hải bị quản thúc khả năng bị truy tố bắt giam trước khai mạc hội nghị 13 là rất lớn sau khi khởi tố ông Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng. Hoàng Trung Hải được xem là con át chủ bài trong 12 đại án tham nhũng thất thoát hàng trăm tỷ của Bộ Công Thương. Dính nặng nhất tại đại án cải tạo và mở rộng sản xuất công ty gang thép Thái Nguyên giai đoạn 2 TISCO 2 mà Tổng chủ Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo xử lý triệt đề. Vì vậy, Hoàng Trung Hải đã bị chốt quyền bỏ phiếu. Số phiếu hợp lệ trong Bộ Chính trị hiện nay chỉ còn 15%. Đến thời điểm hiện nay, Bộ Chính trị đang tập trung thảo luận bàn cãi mặc cả ba phương án. Phương án thứ nhất trọng ở lại, nhóm 5 đều phải về làm người tử tế. Phương án 2 trọng giã từ chính trường, trong nhóm 5 chỉ còn vượng ở lại, số còn lại phải về. Phương án 3 trong nhóm 5 ba người ở lại, hai người về. Tình hình đang như căng dây đàn, căng như dây đàn và tuyên giáo hăm dọa báo chí quốc danh không được ủng hộ người này đánh phá người kia. Công an sử dụng bàn tay thép, đàn áp và bắt bớ giới tranh đấu và báo, trái, báo chí lề trái. Các phe núp dưới danh nghĩa chống tham nhũng, xác minh tố cáo, chống con lươn, con trạch, chống bọn cơ hội, tham vọng quyền lực để thanh trừng lẫn nhau. Con số 13 là con số tử Đại hội 13 được dự báo các cao thủ võ lâm sẽ dùng đến tuyệt chiêu để tiêu diệt đối phương ngay trong những hiệp đấu đầu tiên. Kịch hay đang đến cao trào, nhưng cho dù phe nào sẽ thắng, cá nhân nào sẽ được vinh danh, lưỡi dao đồ tể của chủ nghĩa Mark Lenin vẫn được Đảng Cộng sản Việt Nam cua trên đầu con hồng cháu lạc. Ông Trọng có còn quyền lực hay không đây là một câu hỏi mà rất nhiều người bận tâm trong lúc này. Từ đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam đến bây giờ ông trọng được tung hô như một vị vua đầy quyền lực, ông chỉ ai chết là người đó phải chết. Một mình ông thống nhất được hai ghế Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, quyền uy của ông tưởng như là vô song. Thế nhưng, khi bước vào sắp xếp nhân sự cho đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông quá lúng túng và mất nhiều thời gian. Ông phải phát biểu đây đi đây lại về việc phải chọn nhân sự thành phần như thế nào, nhân sự tiêu chuẩn như thế nào. Điều đó chứng tỏ ông vẫn chưa đủ sức mạnh để quyết định nhân sự chủ chốt của đại hội 13 sắp tới. Ông Trọng có phe cánh tay chân gì hay không? Hầu như là không có. Đây mới là điểm đáng ngạc nhiên. Một người đầy quyền lực nhưng hầu như lại chẳng có chân tay thân tín gì cả. Có lẽ chỉ có tổng thị phóng trần quốc vượng là đàn em thực sự của ông trọng nhưng hai người này quá mờ nhạt và không thực sự có ảnh hưởng tới đảng quan chức trong đảng cộng sản việt nam ông trọng sở dĩ là quyền lực bởi ông đứng giữa những thế lực ngang sức đang đấu đá lẫn nhau ông được trung quốc ủng hộ vì kiên trì đường lối xã hội chủ nghĩa ông cũng biết tận dụng những cuộc đấu đá để tìm kiếm cái ghế cho bản thân của mình những đối tượng bị đốt trong cái lò của ông hầu hết là những đối tượng mà thù oán với phe khác Chứ họ bị phe đối thủ mang ra đốt, ông chỉ là người đứng ra nhận công lao Nếu không có bộ trưởng, bộ công an, thủ tướng, phó thủ tướng thường trực, liệu ông có đốt nổi ai hay không? Chẳng hạn như Út Trọc thuộc phe của Trần Đại Quang, Vũ Nhôm thuộc của phe của Nguyễn Bá Thanh sau th về với Trần Đại Quang. Tự chung là nhóm Đại Quang này là xung đột với Tô Lâm và Nguyễn Xuân Phúc. Tô Lâm tất mâu thuẫn với Đại Quang vì ảnh hưởng trong bộ công an, còn Nguyễn Xuân Phúc thì vốn dĩ thâm thù ảnh hưởng của Nguyễn Bá Thanh trước kia và Đại Quang sau này. Còn Trương Hòa Bình thì chẳng hận thù gì nhưng diệt được phe nào, tốt phe đấy. Ông trọng thì bỗng nhiên được hưởng cái tiếng là người đốt lò vĩ đại, dân chúng càng ngợi, tội gì không nhận. Vì thế nên chú ý đến đối tượng đốt lò không bao giờ là đối tượng sân sau liên quan đến Nguyễn Xuân Phúc, Trường Hòa Bình và Tô Lâm, thân đức Nam, Dương Tha Cô là một ví dụ. Trong những ngày gần đây, Trung Quốc đưa quân ra tập trận ở Biển Đông, những tin tí tích tình báo cho biết có thể Trung Quốc nhân dịp tập trận này đánh chiếm luôn một số đảo ở Trường Sa. Có thể Trung Cộng còn mục tiêu khác nữa là gây sức ép để cho Đảng Cộng sản Việt Nam phải để cho một Tổng Bí Thư kỳ sau đảm bảo việc thân phục Trung Cộng tuyệt đối. Ông Trọng sức khỏe bất thường, không còn là chỗ chắc chắn để bảo đảm đường lối thân Trung Cộng mà Trung Cộng và Tập Cận Bình mong muốn. Ông Trọng vốn là kẻ háo danh, ông không muốn trong thời kỳ mình đang đứng đầu biển đảo bị mất. Bởi vậy, ông đã cho người đi nhờ Mỹ đưa quân đến tập trận để ngăn cản âm mưu đe dọa của Tập Cận Bình. Sẽ không lạ gì khi vài hôm nữa Tô Lâm, Nguyễn Xuân Phúc, Trương Hòa Bình sẽ đưa vài ủy viên Trung ương hay qua lại với Mỹ ra đòi xem xét kỷ luật vì những tội không đồng. Một loạt các quan chức như Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa, Trần Vĩnh Tuyến thuộc phe đàn em của Nguyễn Tân Dũng và Lê Thanh Hải bị khởi tố nhưng chưa bị bắt giam. Những tội danh của những người này lẽ ra phải khởi tố từ mấy năm trước, nhưng họ đã bị treo lơ lửng để nã tiền và để rồi rút cục đem ra khởi tố ngay trước thềm đại hội 13. Đây là lời đe dọa của những kẻ khác đã về hưu. Nếu như không chấp thuận phương án nhân sự do Lâm Phúc Bình đưa ra, trái lại còn ủng hộ phương án của Nguyễn Phú Trọng đưa ra, sẽ nhận được kết quả không có gì hay ho. Lời đe dọa còn được gửi đến Nguyễn Phú Trọng khi điều tra và khởi tố Mường Thanh. Đòn đánh này ngầm thông báo cho các đảng viên khác rằng Nguyễn Phú Trọng đã hết thời. Ông Trọng không cứu được Mường Thanh, nơi mà ông từng đến nhiều lần và làm thơ đề tặng. Một tập đoàn mới hôm nào được Tổng Bí Thư Chủ tịch nước làm thơ đề tặng mà hôm nay bị khởi tố, thử hỏi xem uy tín của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước là cái đinh gì gì. Vương Đình Huệ, Trần Quốc Vượng, những nhân sự mà ông Trọng lưu tâm giờ đây hầu như buông xuôi. Huệ đã xa rời chức thủ tướng mà ông Trọng đã tính, còn Vượng ngày càng có vẻ khó chạm đến chức Tổng Bí Thư mà ông Trọng nhắm sẵn cho. Nếu ông Trọng không ở lại kỳ sau, ông sẽ chẳng còn gì. Thời đại của Nguyễn Phú Trọng tưởng là rực rỡ hơn bao giờ hết, sẽ bị mổ xẻ chi ly để dân chúng từ cảm giác tôn trọng thành cảm giác coi thường. Chống tham dũng theo định hướng Vậy là Vũ Huy Hoàng và đám đồ đệ của Y đã chính thức bị khởi tố sau mấy năm kèn cựa. Khởi tố trước thêm đại hội BBA là một thông điệp đốt lò của ông Trọng, mà cái kiểu chống tham nhũng này chỉ duy nhất ở Việt Nam mới có, chẳng tìm quốc gia nào trên thế giới chống tham nhũng như kiểu của Việt Nam. Không dưới một lần ông Trọng từng nói rằng đánh chuột nhưng đừng để vỡ bình. Lần đầu tiên, có lẽ là trong một lần xuất hiện trước cử tri Hà Nội vào ngày 6 tháng 10 năm 2014, ông Trọng nói, chúng tham nhũng đòi hỏi phải có sự khôn ngoan, có con mắt chiến lược, phải giữ ổn định để đất nước phát triển, rối loạn là sẽ rất nguy hiểm. Cha ông ta đã dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được hòa bình, tức là giữ được cái bình của Đảng, tức là phải giữ được sự ổn định. Người bình thường ai cũng hiểu cái câu đánh chuột nhưng không được vỡ bình, hòa ý là gì? Chống tham nhũng tức là đập phe cánh trong Đảng, tức là ta đánh ta, nếu đánh không khéo sẽ vỡ bình hoa, sẽ tan nát chế độ chứ không phải là giỡn. Chủ trương xuyên suốt chống tham nhũng của Đảng chứ không riêng gì của ông trọng là đập phe cánh nhưng tránh vỡ bình. Trong đảng lâu nay luôn tồn tại nhiều phe cánh lợi ích dưới thời của Nguyễn Tân Dũng hình thành nên hai phe cánh anh ba và chú trọng. Hai phe này kèn cửa hăm he nhau tận dụng mọi diễn đàn để lên giọng răn đe đối phương. Nhưng nhiều lần tôi đã từng nói tuy đánh nhau dữ dội, có thể hạ nhau hạ bệ lẫn nhau nhưng những lãnh đạo cộng sản luôn tồn tại một luật bất thành văn đó là chống gì thì chống, tuyệt đối bằng mọi giá phải giữ lấy sự cai trị của đảng. Lâu nay, nhiều người nghĩ rằng ông Trọng có thực tâm chống tham nhũng, nhưng có ai nhìn nhận khách quan nếu thực tâm ông ta chống thì tội của Nguyễn Tân Dũng to gấp vạn lần của Đinh La Thăng, Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Vũ Huy Hoàng sao không khởi tố ông ta. Vì đơn giản, nó là vùng cấm. Đụng tới Nguyễn Tân Dũng thì cái bình nó sẽ bị vỡ, vì chính ông Trọng không muốn chế độ tan nát chỉ vì một kẻ tham nhũng mà ông Trọng thừa biết có thằng quan chức nào mà không tham nhũng đâu. Chưa kể phe cánh ông Trọng tham nhũng có mặt đầy mà có ai bị bắt đâu. Và cũng chưa kể chính ông Trọng cũng sai phạm tầy trời trong vụ Sibucha làm thất thoát tài sản quốc gia 3.000 tỷ Việt Nam đồng. Ông ta có trong sạch đầu mà tỏ vẻ thanh cao đi chống cái sai của người khác. Ngày 20 tháng 5 năm 2020, cựu tổng thống của Hàn Quốc bà Park Jun hee bị đề nghị mức án 35 năm tù cùng với các khoản tiền phạt và bồi thường lên đến hàng hàng chục triệu đô la do những sai phạm của bà khi còn đương chức. Nhìn Hàn Quốc chống tham nhũng thì ông Trọng có thấy xấu hổ không khi được tung hô là kẻ đốt lò vĩ đại. Người ta vì sao chống tham nhũng mà không sợ vỡ bình vì người ta có nền dân chủ pháp trị, pháp luật được tôn trọng, quan trọng hơn luôn đặt lợi ích quốc gia của dân tộc lên hàng đầu. Ông trọng đặt quyền lợi sinh mệnh chính trị của cái đảng độc tôn của ông ta trên mọi lợi ích quốc gia nên không dám chống quyết liệt. Nhiều quan chức đệ tử của ông Ba X ra tòa khai là làm theo chỉ đạo của thủ tướng. Đồng phạm rõ như thế mà đụng vào đâu mà suốt ngày đi dạy kẻ khác, chống tham nhũng thế này phải làm thế nọ. Nguyễn Phú Trọng thật quá trơ chến vô cùng. Muốn chống tham nhũng thì điều duy nhất nên phải làm thực hiện thể chế đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, tạo thế tam quyền phân lập, khi đó bắt chuột chứ bắt rồng, bắt hổ cũng chẳng bị vỡ bình. Cái vì cái bình là ở lòng dân ấy. Ông Trọng đều ạ. À, vì sao ông trọng e sợ nguyễn tấn dũng nguyễn bắc son bộ cựu bộ trưởng thông tin và truyền thông bị khởi tố bắt tạm giam đinh la thăng cựu bộ trưởng bộ giao thông vận tải bị khởi tố và bắt tạm giam bị bắt giam và giờ đến vũ huy hoàng cựu bộ trưởng bộ công thương bị bắt giam tất cả ba ông bộ trưởng này đều là thuộc hạ của phe bà x nguyễn tấn dũng thế nhưng nguyễn tấn dũng vẫn bình an vô sự Tương tự như vậy, tại Sài Gòn, nhiều quan chức dưới quyền của Lê Hồng Quân, Lê Thanh Hải bị sổ khám, nhưng hai bố già này vẫn không hề gây hấn gì. Ngày 4 tháng 3 năm 2016, tại hội nghị tổng kết 10 năm thi hành luật phòng chống tham nhũng do Bộ Tư pháp tổ chức, thì Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ đã nói, chống tham nhũng có khi chúng tôi chết trước. Trong khi đó, ngày 16 tháng 8 năm 2018, Tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, ông Nguyễn Phú Trọng lại nói xử lý tham nhũng không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cùng phản ánh công tác chống tham nhũng, nhưng ở đây mỗi người này phát biểu một cách, ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Vậy ai mới là người nói đúng? Ở đây chúng ta nên phân biệt sự khác biệt giữa giải quyết ân oán giang hồ và thực thi công lý. Giải quyết ân oán giang hồ là trận thư hùng giữa hai bên kết quả nó là mạnh thắng yếu thua còn thực thi công lý không phải là trận thư hùng mà nó là trận chiến kết quả là vô tội thì thắng có tội thì thua việc thực thi công lý nó không phụ thuộc đối tượng đó có quyền lực lớn thế nào mà nó chỉ phụ thuộc vào việc đối tượng có phạm tội hay không Năm 2017, Hàn Quốc trút phế chức vụ tổng thống của bà Bắc Gun Hee và tiến hành truy tố bà này và ngay sau đó đó chính là việc thực thi công lý của một bộ máy nhà nước. Lúc đó bà Bắc đang nắm trong tay một thứ quyền lực tối thượng. Nếu đấu quyền lực, bà đủ sức thịt bất cứ một ai, nhưng đây là đấu lý chứ không phải là đấu võ nên dù có quyền lực to trong tay bà cũng phải đầu hàng thôi. Còn ở Việt Nam thì sao? Một ông nắm quyền lực nhỏ thì bảo nếu tôi chống tham nhũng thì tham nhũng sẽ thịt tôi. Còn một ông đang ở đỉnh cao quyền lực thì bảo tao chống tham nhũng mà chả ngán thằng nào. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng cái gọi là chống tham nhũng ở Việt Nam nó không hề phụ thuộc vào yếu tố có tội hay không có tội mà nó chỉ phụ thuộc vào yếu tố kẻ đó có thế lực mạnh hay yếu mà thôi. Nguyễn Bắc Son, Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng đối với Nguyễn Phú Trọng là những kẻ yếu thế, Nguyễn Phú Trọng dễ dàng thịt thọ. Còn ba người này đối với Phạm Trọng Đạt thì lại là tầm quyền lực lớn hơn, nên ông ta không dám động đến. Nếu Phạm Trọng Đạt mà nhắm vào một trong ba ông này thì chắc chắn ông ta sẽ bị bịt, sẽ bị thịt, không kịp ngáp. Như vậy cái gọi là công tác chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng thực chất nó là gì? Thực chất nó là một chiến trường đấu nhau giữa các nhóm mafia chính trị bên trong Đảng Cộng sản Việt Nam mà thôi. Tất nhiên với kẻ nào cũng tội đầy mình thì bẻ bị thịt thì kẻ bị thịt cũng dính tội. Tuy vỏ bọc là chống tham nhũng nhưng bên trong nó là cuộc chiến giữa mafia chính trị tranh giành quyền lực nếu là thực thi công lý thật thì không có chuyện mỗi ông lại phát biểu một kiểu trái ngược nhau như vậy với nguyễn tân dũng và lê thanh hải thì gã nào cũng tội như núi thế nhưng nguyễn phú trọng lại không dám đụng đến bởi đơn giản đây là trận thư hùng chứ không phải là thực thi công lý nên nguyễn phú trọng ngán hai gã này vì hai gã này có võ nếu trọng là sư tử thì dũng là hổ dữ chứ chả phải là loài thấp hơn như báo hay linh cẩu đâu mà dễ bắt nạt mà như ta biết khi hai kẻ kèn cựa chiến với nhau đôi khi cú hồi mã thương của kẻ phòng thủ lại kết liễu được kẻ tấn công chứ chưa chắc hẳn gì kẻ tấn công đã thắng đó là lý do vì sao nguyễn phú trọng không dám đụng đến bà x nguyễn tân dũng xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về cái chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.